cái nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với nhà của Quanh Cuộc Sống ở Úc. Bây giờ thì Quanh đang chuẩn bị sửa soạn, đang chiều nay mình sẽ đi chơi. Thì đợt trước á thì Quanh cũng có giới thiệu cả nhà chiếc máy Forio Bear này nè. Sau khi mà có chiếc máy Forio Bear thì Quanh quyết định mua thêm cái máy rửa mặt này nữa. Đây là cái đời mới nhất là Forio Luna 3 Plus. Ở đây thì nó đặc biệt, nó có cái dòng những cái viên kim loại này nè cả nhà, xài rất là sướng luôn, và nó có chế độ, cả chế độ massage nữa. Để mặt trước đi, biết sao trời thường thường á, mà đi làm á mặt con sẽ rất là dơ, cả nhà dơ lắm luôn á. Có máy này rồi đỡ, da mặt nó sạch thế lỏ, mặt ướt máy thì chỉ cần mình bỏ sữa rửa mặt vô đây. Lòng thường thường á, mọi người dùng máy rửa mặt mà cái sợi bằng cái sợi bằng chải á, không biết mọi người diễn tả như thế nào, nhưng mà mình không thích cái sợi đó, nó làm đau mặt lắm. Da anh thường nó cũng mỏng nữa, cho nên á là mình rất là thích xài những cái loại máy rửa mặt mà cái sợi bằng silicon như này cả nhà. Mà cái máy này nó tạo bọt siêu thích luôn á. Với thêm một nữa là nếu anh xài cũng được lâu lâu rồi đó, cũng được mấy tháng rồi. Thích nhất là gì cả nhà? Mình rửa mặt á, nó có cái cảm giác những cái hạt những cái dòng tròn kim loại này nè, nó tạo ra một cái ấm á, nó tạo cho cái máy rửa mặt nó ấm lên, nó làm cho da mặt mình cảm giác thích lắm nha. Vừa vừa rửa mặt mà vừa massage nữa, thêm phần nữa là những cái viên kim loại làm ấm này nè, nó sẽ giúp cái da mặt của mình sạch hơn, cái lỗ chân lông mình giãn nở ra thì nó sẽ sạch hơn rất là nhiều luôn. Với mấy cái kẽ này nó có cái đầu nè, cho nên là nó sẽ vô được những cái gốc ở trong gốc mũi của mình luôn, gốc mũi này, gốc mắt nè. Chạy lên chạy lên thích, nó ấm lắm luôn á, vừa rửa mặt mà vừa cảm giác như là nó ấm như được massage vậy đó. Đây là cái dòng mới nhất, máy rửa mặt mới nhất á cả nhà, mới nhất của Forio, siêu xuất luôn. Trong mấy cái máy thì bạn nghĩ là bạn thích cái máy này nhất, tại vì cái chức năng mà thích nhất là cái chức năng làm ấm của mấy cái hạt kim loại nè, siêu xịn, rồi cảm giác nó ấm đã. Rất là dễ vệ sinh nha, dễ vệ sinh lắm luôn á. Rửa xong rồi rửa là nước thoải mái, không có lo gì hết, máy rất là chống nước đó cả nhà. Xong rồi mặt thấy sạch, ồ nó siêu ánh sáng nè, xong rồi mặt thấy sáng liền luôn. Vừa cái máy này nè, vừa có chức năng rửa mặt còn vừa có chức năng massage nữa, thì mình lau khô vậy là được. Thì cũng có nhiều chị hỏi đó là gần bên mua cái, khi mà mua cái máy này về thì làm sao mà kết nối được với cái điện thoại, thì mình chỉ cần tải app của Forio nè, trong đây thì mình có rồi, thì mình chỉ cần đó nhấn cái kết nối thiết bị vô máy mình là cái máy nào, ví dụ như là máy rửa mặt này thì mình nhấn vô đây, rồi mình chỉ cần là mình chụp hình cái mã số dưới này nè, trên máy của mình vô đây, mình bật cái máy mình lên, trong đây nó có hướng dẫn hết rồi nè cả nha, rất là dễ luôn. Chỉ cần mình cài, mình đưa cái máy của mình nè, cái mã số của mình á, nhờ cái máy thì tự động cái máy nó sẽ chụp và nó sẽ cứ làm theo hướng dẫn, nó sẽ kết nối thôi nha. Bật nhớ bật cái máy lên nha. Rửa mặt xong rồi thì bây giờ mình qua chế độ massage. Ở đây thì mình có ở trong đây nè, nó có treatment nè, treatment có nhiều cái treatment lắm cả nha. Đó, này 7 phút, 3 phút mình không có thời gian đó thì mình làm 3 phút, 3 phút mấy nè, 4 phút đó, cổ. Ok, giờ mình có thời gian thì mình sẽ dùng cái treatment này nha. Đây là cái chai serum. Khi mà mình massage đó, mình cảm giác tới cái cục hai cục điện này, hai cái cục kim loại này, nó sẽ phát ra một cái sóng điện, nó mình sẽ cảm giác nó tác động vô cơ của mình luôn á. Hồi lúc trước đó thì cái be cả nhà thì nó là hai cái cục bự, cái này là hai cái cục nhỏ, nhưng mà cái này đặc biệt nha, cái này là nó cái lực rung của nó cũng rất là mạnh nha. Và mỗi cái vùng da thì nó sẽ có cái độ rung khác nhau, ví dụ như vùng da trán nè mình cảm giác nó rung mạnh hơn rất là nhiều. Rồi chồng với tôi
dùng da trán nó luôn mạnh hơn rất là nhiều luôn á. Trong video bạn có nghe được cái tiếng rung của nó không ta? Nếu mà hỏi cái lực rung của này với cái lực rung của thằng Be thì mình thấy cái lực rung của này mạnh hơn rất là nhiều. Dạ bây giờ đó là mình sẽ làm ở bên đây ha. Xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì da mình cũng đã bóc rồi, mình sẽ make up, mình chuẩn bị mình đi chơi thôi. Oh. Đó, mình cho mình cái sọ kia. Em ơi. Oh. Good, good. How are you? You alright? Beautiful day. Yesterday, they say no. Hello, cả nhà ơi. Hôm nay á, nhà mình đi sinh nhật tới chỗ rồi. Nói chung là cũng dễ thương. Nè, cái bạn cảm chí dễ thương kìa. The portico, eh? Đây. Đi đi, cái đó, cái đó, cái đó. Đi có sẽ wow đẹp quá nha. Hello. Hey hi. Là đăng ký đi con, xin gái ký. Hello. Ủa gì mấy đâu? Chị xinh thế. Chị Ly đâu? Hello. Trời ơi. Chị nó xinh thế. À, đẹp quá. À, đây đẹp quá nè. Bàn trang trí xinh quá. Quá. What? Boys. À, ô chết rồi. Này có đồ nữa nè. Chết rồi, I forgot where my shorts. Ôi đẹp dễ thương nha. Nghe con. Nghe con mấy mấy này bên nhà hàng đang ship đồ ăn. Nãy đó chả giảm hello. Hello cô. Ôi, ngon quá. À, đẹp quá đẹp quá. Đi đưa go go đưa cho dì Ly. Yeah. Happy birthday. Yeah. Yêu nhỉ. Trời ơi. Ơi. Em quên em cái quần jean rồi. Mình mặc cái quần chị không? Size 8 hay size 8? Size 8 vừa, size 8 vừa. Trời ơi xinh thế. Chưa xinh. Chưa xinh à? Từ từ. Lúc nãy á, mặc cái đầm kia mà thấy nó dài nó rườm rà quá, mà hôm nay trời hơi nóng cả nhà, cho nên á, là mình đã đổi đồ. Đổi đồ mặc cái đầm ngắn. Chỗ này nó hơi ồn tại nó có cái tấm miếng cá sò nè. Mommy, there's a secret door there. What? A secret door here. The door in there. Hi. Hôm nay chị sinh nhật 40 tuổi và nhìn chị trẻ là trẻ luôn. Hồi nãy chị qua đó chị 40 tuổi trẻ. Bây giờ đây đang nướng bê với có đập dạng như đồ ăn mà đồ ăn người ta cầm cầm quá cả nhà, dạng kiểu như ăn buffet á. Giờ đây nó cho đổi nắng. Đây là có nhà hàng người ta làm hết. Mình khỏi nấu nướng gì hết, với lại thêm nữa là người ta trang trí cho mình luôn á, cho nên rất là tiện luôn. Mà trang trí xinh dễ thương nữa. Ở bên này á là what ready? The birthday special. So what I? Special? Yeah. 21. 21. 18 and 21. 18. Then 50 then 100. 50, 100. So 40? 40. That won't even make sense. Oh, okay. Everyone can make sense. Nói chung là đổi một cái tuổi mới ra, không còn hàng 3 lên hàng 4 rồi. Nắng quá đây nè. Mấy đứa nhỏ có cái ấy khoái. Hi Gil. Hello Gil. Yeah, thank you. Hi, pretty. Me first. Who first?
Hoa hậu ngày hôm nay. Đẹp mà. Ôi. Ủa mình vô chụp chung hả? Con cầm giùm mẹ đi, con cầm giùm mẹ đi. Ê, rớt cái kiến nha. Ê, con đó đi mẹ ra, mẹ chụp hình cho mẹ ra. Mẹ chụp hình cho mẹ ra nha. Con lấy đi. Nước uống. Gọi cuốn. Ồ, có xôi nữa, xôi đẹp thế. Rồi nhiều. Okay. Phía sau của Leslie, phía sau khóc nè. Đúng rồi. Bên đây sau khi mà ăn uống chụp hình xong á thì mọi người cùng nhau lên đây hát karaoke cả nhà. Thì bên này cũng có karaoke nữa nha. Chị em á ai cũng chơi hết mình hết trơn á, ai á cũng góp vui bằng một bài văn nghệ. Và sau đó thì mọi người cùng thổi nến và chúc mừng sinh nhật cho chị đẹp của mình ngày hôm nay. Bây giờ là chị đẹp của mình sẽ phát biểu. Chị cảm ơn ba mẹ đã sinh ra chị. Chị cảm ơn chồng chị, cảm ơn con chị và cảm ơn mọi người đã tới dự buổi tiệc ngày hôm nay. Nói chung là cũng cảm ơn chị rất là nhiều khi mà đã mời gia đình em đi tới thăm buổi tiệc và cũng có cơ hội để quay cho mọi người ở bên Việt Nam xem là một buổi tiệc sinh nhật ở bên Úc như thế nào. Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ thích cái buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay nha. Không thể có mặt ở đây hôm nay được. Cảm ơn bố mẹ đã luôn 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 chăm sóc. Đến bây giờ tôi coi con như là một đứa bé, luôn luôn chăm sóc hàng ngày, luôn luôn hỏi thăm. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Rất là mong bố mẹ ở đây hôm nay để cùng ôn lại cái ngày mà con chờ đợi. Nhưng mà rất tiếc bố mẹ không có mặt ở đây. Second clip, Michael, to my husband, who just bumped into me, suffered by me, loved by me, and Michael. Thank you. Michael, where are you? They are my, they brighten up my life. And last but not least, thank you all you guys for coming here today. When I first came to Australia, I had no friend at all, no one.
Now I have all of you who come with me tonight. Đặc biệt của hôm nay đó là tiết mục sắc màu. Các chị đẹp ai cũng sẽ mặc một cái áo mà chị đã chuẩn bị sẵn và đội một cái mái tóc thật là màu sắc để mà chụp hình lưu niệm với nhau. Mọi người có nhận ra ai không? Đây là Oanh đó chứ ai nữa. Nhìn lạ lắm đúng không? Bây giờ thì mời cả nhà cùng xem những bôi hình mà Oanh đã chụp ngày hôm đó nha. Bye bye cả nhà và cũng hẹn cả nhà video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ cho gia đình Oanh ha. Xin lỗi cả nhà đã lâu lắm rồi mới ra video. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo, hy vọng là sẽ sớm thôi. Chúc cả nhà mình thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc, thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn.